Alo, xin chào tất cả anh em nha. Chào tất cả anh em đồng hành cùng kênh YouTube Máy Thủy Nhật. Sáng hôm nay mình test cho anh em một em máy phát điện cắt ra nha. 6CX. 6CX ở trong một tắc mốt nha. 6CX từ lề 200 mã lực 1800 tua. Đây là cái giá công bố khi người ta khóa ga rồi. Khóa ga lại thì 1800 tua đã 200 mã lực rồi. Còn nếu mình lên được 2500 tua thì nó đang nằm 300 mã lực nha. 300 ngoài mã lực luôn. Đây là cái đồng hồ tua đó. Đồng hồ tua nè. Nếu mà lên được 2500 tua thì trên 3000 mã lực nha, tới 300 mã lực nha anh em. Rồi, trên 300 mã lực. Giờ mình sẽ lên thử anh em xem nè. Mình quay sơ cho anh em. Máy rất đẹp nha. Nổ cực kỳ chuẩn luôn. Không có khói, không có hơi gì cả. Đổi găng tay nó chuẩn luôn. Đặc biệt trong kho nó còn rất nhiều máy khác nữa nha. Đây quay sơ hết cho anh em nè, cần nè. Đi xa nè. Cái hơi của nó nè. Đó là kênh YouTube Máy Thủy Nhật, anh em nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới sắp tới sẽ ra hàng ngày nha. Đây, hơi cực kỳ mới hả? Hơi khỏi suy nghĩ luôn rồi. Khỏi suy nghĩ chất lượng gì hơi luôn. Đây. Mình xin nạp ga thử cho anh em xem thử cái tua đó nha. Mình kéo mát lên 3000 lên 2500 nha. Là trên 300 mã lực rồi. Bây giờ mình sẽ quay hơi hám để anh em nói coi thế nào, chất lượng thế nào anh em đánh giá luôn. Ga lớn luôn. Mình sẽ đặt ga lớn nha.